chi tiết bà nói là cái gì cào cào vậy, anh hiểu được là chị này chỉ cào cho nên là đất nó mới bóng vậy nè. Quỳnh Trung xin được phép mến chào với cô chú anh chị. Hiện tại thì Quỳnh Trung đang có mặt tại An Giang cùng tất cả các kênh YouTube có mặt ở đây. Bây giờ mấy anh giới thiệu từng kênh của mấy anh nha. Đầu tiên mời anh nè. Anh kênh gì? Xin kính chào quý vị, thì tôi tên là Tốt Đời Đẹp Đạo. Bên kênh anh Tốt Đời Đẹp Đạo rồi. Tiếp đến anh. Tiếp đến là kênh Bằng Đệ Miền Tây và kênh Bước Ra Sân Vlog, cũng mến chào quý chú chị cùng quý vị ạ. Dạ. Bằng Vlog mến chào cô chú chị trên kênh của Bình Trung Vlog cũng như Bước Lang Thang Vlog và Bằng Đệ Miền Tây và Tốt Đời Đẹp Đạo cũng như Phan Cường Vlog và Mr. Nhật. Vì sao mà hôm nay anh em đang có mặt tại đây, một cái vùng kêu bằng trong sóc với cô chú anh chị của người dân tộc Khmer. Và cái điều đặc biệt ở đây, khi mà anh em đến đây để tìm hiểu giúp đỡ một cái hoàn cảnh thì phải nhờ đến người dân địa phương, mà phải gần bên tiếng người Kinh với cô chú anh chị mới có thể tìm hiểu giúp đỡ hoàn cảnh này được. Thì hôm nay Quỳnh Trung đang có mặt ở đây, rồi cũng nhờ đây là một đứa em gái cũng ở khu vực này. Anh chào em ha. Dạ, chào. Em là người dân địa phương ở đây đúng không? Dạ, em là người dân địa phương ở đây. Thì anh cũng xin phép cho quý cô chú anh chị mình trên cộng đồng mạng với lại là quý mạnh thường quân xin được phép hỏi, thì cái hoàn cảnh của cái người cô bà lão này sao em? Dạ, hoàn cảnh của bà là rất là khó khăn, có một người con gái là bị tâm thần lâu năm á. Anh nghe nói là bị tâm thần mà bị rất là lâu năm, là năm nay chị đó là đã bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ, năm nay là 38 tuổi. 30 ngoài tuổi là một thiếu nữ rồi. Dạ. Mà nằm trong nhà là xuyên suốt luôn. Dạ, nằm trong nhà xuyên suốt luôn. Mà anh nghe nói là có buộc đồ lại xì xích lại là cái dạ. Người đó quậy hay là sao em? Không buộc lại thì bà chạy trốn. Ôi. Dạ. Chạy trốn đó là sao em, là có nghĩa là có phá bà con mình đây không? Không có phá, mà bà tự sợ làm sao á, bà trốn. Dạ. Cái điều đặc biệt đó là gia cảnh là cực kỳ khó khăn luôn với cô chú anh chị. Mà đến hỏi cô thì cô không có gành tiếng Việt, bởi vậy là phải nhờ đến em, thì anh cũng xin phép nhờ làm phiền em xíu nha. Em dẫn vô thì có gì anh hỏi đó nhờ em phiên dịch cho cô hiểu giúp anh ha. Dạ. Ở đây thì bà con mình làm cái công việc gì để mà mình sinh sống hàng ngày đó em? Dạ, làm mướn, đi cày này kia. Hai chồng bà lão thì bà lớn tuổi rồi không làm được. Dạ. Thôi bây giờ chắc cũng mưa rồi à, anh nhờ em dẫn anh vô trong cái hoàn cảnh của bà lão bên trong để mà cho quý cô chú anh chị mình xem em á. Dạ, dạ. Quỳnh Trung cùng tất cả anh em mời quý cô chú anh chị mình vô bên trong nhà để tìm hiểu hoàn cảnh. Ủa, ở đây người ta nuôi cái gì mà sao anh thấy nó hôi quá em? Dạ, nuôi bò. Nuôi bò ha. Dạ. Dạ. Trời ơi. Ở đây là vô trong sóc luôn á mấy anh. Dạ, con chào bà. Con chào bà. Cho phép con bước vô nhà bà nha, tại vì mưa á bà. Em nói giúp anh nha. Em vô trong trước. Dạ, con chào bà nha. Dạ. Dạ. Mình quên đem đèn, như nó có đèn sáng mình mở đèn. Dạ. Ôi ơi. Ủa bà ơi, bà qua đây với con xíu nha. Rồi bà ở đây bà ở với ai? Em dịch giúp anh nha. Em đứng qua đây em dịch giúp anh nha. Nào mà nào mà ăn nắng đấy. Cái đó mà thập mình nào tới nào bị nặng đại quân. Có hai chồng bà lão, hai vợ chồng bà lão hay với con bà. Ủa con là ở đâu em? Dạ ở trong. Ôi trời ơi. Ở trong kìa mấy anh ơi. Dạ. Ủa là phải nhốt lại vậy hả? Dạ phải nhốt lại, không bà chạy trốn vậy đó. Trời ơi. Bà nó có thi đá. Rồi ông lão cũng bị bệnh nữa. Ông lão hiện tại thì có nhà không em? Dạ nhà bên kia có. Ủa sao ở đây không ở đây mà ở bên kia hả? Dạ. Vậy là bên kia nhà hay là đi qua kia để ở tạm thôi? Dạ gần đây có cái nhà, tại ở đây mưa nó tạt. Dạ. Nhà cửa cô chú anh chị mình xem nó lủng lỗ rồi lỗ hang không à. Trời ơi.
Em nói với lại bà cho anh xin phép quay một vòng nhà, cái nhà giống như là chỗ ăn uống được của bà nha, em nói giúp anh nha. Dạ bà cho phép bà nha. Rồi bà không có gần những việc. Hả? Không, mấy anh quay một vòng cái gian bếp với cái thường ngày mà bà sinh sống nuôi con của mình đi. Dạ. Đây mời cô chú anh chị vô trong cái khu bếp nha. Ở đây sao mà mình chứa đồ nhiều quá bà còn lại. Ve chai đồ đủ thứ hết. Dạ. Bà ơi, thì mình có mở cái cửa này mình vô bên trong để mà mình thăm chị được không bà? Cách hai cách trong cho xua tập tích bỏ thuê bàn đấy chứ. Ấy má. Dạ được, bà được. Rồi chị có chạy ra không đó nha. Cách ruột đấy. Mình đây, bà nhốt này là quý của anh chị. Bài đặt, bà cách hạ đặt bài cho học. Trời ơi. Bà nói bà để cơm cho bà chị tự đút ăn rồi đó. Để cơm rồi tự đút ăn. Dạ em chào chị nha. Vậy là chị tiểu tiện vệ sinh là một chỗ luôn đúng không em? Vệ sinh một chỗ. Trời đất ơi. Mình có thể lại tiếp cận được không? Bà qua đây với con nha. Bà ơi. Bà ngồi đi. Phải xích cái tay lại gì luôn đó hả? Xích lại quý cùng chú chị mình xem kìa. Em ơi em hỏi anh giúp anh giùm bà là có lại tiếp cận gần chị được không? Cái hà ơi cháu trong cháu tôi chích cách trong dưới xô xạ cách chứng là bàn tới hết. Được không bà? Bàn tới trong cháu mà cách chứng á. Xua ghê xua ấy cháu mình nàng ấy tê xua nàng tê cháu chiên cháu chế bạp bạch lắm. Mình nàng tê cháu chế mình nàng tê. Bà nói là bà chị là nói với bà là không có biết đâu. Sao bà chửi nữa là bị tâm thần gì đó là chửi lại phản phản ứng rồi ha. Rồi xiền xích cái tay lại nè. Dạ mấy anh quay gần xíu là cái dạ em sợ chị phải em bước vô tí em dở cái tay của chị lên anh xem được không, tại vì anh thấy sao mà xích tội quá. Em dám không? Không dám đâu hả? Ông vợ cũng giữ thích nhẹ luôn. Bà cụ bà nói có khi đánh bả luôn, không biết cha không biết mẹ luôn á. Không biết. Mà nằm như vậy á thì nó rất là đau lưng luôn, mà sao mà chỉ nằm hay nằm mà tới mấy cái cây tre mấy anh thấy kìa. Mấy cây tre là nó mòn hết luôn á. Hồi trước giờ là em ở địa phương này em thấy là có lần nào mà chỉ quậy chưa? Chưa ha. Vậy là bị bao nhiêu năm rồi em hỏi bà giúp anh được không? Cách bị chân mãn chứ năm mới dù ai phải buồn phòng sẽ tầm nằm mấy ngày mới tầm chạy nặng cọt lắm. Nằm mấy dù chung chân đọc năm hay? Ồ, chân hết phải. Hơn 10 năm rồi. Hơn 10 năm. Dạ. Là hồi trước là chị có bệnh gì không hay là tự nhiên phát lên là bị vậy luôn? Em hỏi giúp anh nhé. Bị môn ma mình chơi ơi tế hay là sộ cách chấm. Mà muốn con chừng đã từng đòi hai bờ chừng vợ mới ôm máu chậm đua đâu chừng chứ lúc đầu là không có bị gì mà bà đi coi tivi á về trên đường bà té rồi bệnh rồi bị gì luôn. Đi coi tivi có nghĩa là đi xem sang nhà người khác đi xem á em ha. Dạ lúc đó chưa có điển này kia đi xem nhà người ta đó. Dạ. Rồi về trên đường bị té. Té rồi bệnh luôn. Té là bệnh bây giờ là nằm vậy luôn. Dạ. Trời ơi. Em hỏi bà giúp anh là hồi trước giờ thì gia đình có đưa đi chữa chị cho chị không? Thập bị môn mau mình vô đã vô tục pet vô tục corona tới giới. Đất tục ra, quên ọc chết.
đàn ma nó thường chó mời mình cho đi tới Long Xuyên rồi kiếm mấy ông thầy bà ngoại nữa mà người ta nói là coi chỉ không được. Được đầu được bài chơi còn ngon chẳng ai không chụp lại. Cái này là trường hợp này, không biết là có bị yểm bùa gì không á, em hỏi giúp anh hỏi bà là có bị yểm bùa gì không? Thà ơ, kịch ơ, kịch tha cả lại, bịch trồng bơ cái ớt chứng á. Mình trồng bơ cái ớt chứng á, bành bẹt mồm khơi chứng với. Mà nó cũng biết luôn. Không biết luôn ha. Bà năm nay là anh nghĩ là chắc lớn tuổi, em hỏi giúp anh bà bao nhiêu tuổi rồi? Dơi ơi, sao năm nay dụ mán hết dơi? Dơi dụ mán hết. Dơi nữa hả? Chá. Bà mừng mày hả? Bà 81 tuổi rồi. 81 tuổi? Dạ. 81 tuổi. 81 tuổi về ông cũng rất là lớn tuổi rồi đúng không em hả? Ta chúng ta. Ta. Nằm mấy bạc phi, bạc bay hết, bạc phi hết bạc. Ông 82, 83 tuổi rồi. Trời đất ơi. Dạ, ông đi còng lưng luôn. Còng lưng luôn là cô ông với bà lão thì được mấy người con em? Dạ, bàn con mà nặng đó. Bay. Có ba đứa mà à. Lập gia đình ở ngoài hết rồi. Có mình bà chị là con út. À, là chị này là út trong nhà. Dạ, út trong nhà. À, cô chú anh chị mình vừa thấy mấy anh thấy nè, cái điều đặc biệt đó là chị nằm ở đó. Thì mình nghĩ dĩ nhiên là chị sẽ tiểu tiện một chỗ. Rồi tuy nhiên thì là bà dọn rất là sạch sẽ luôn. Rất là sạch sẽ là không có gì hết. Chỉ có cái là hơi hôi cái mùi mà nước vệ sinh thôi. Dạ. Rồi ăn uống là bà nấu rồi đem vô cho con mình luôn. Thật bà tức ấy quánh dê đâm hay vô mọi cái hốc á. Đâm á, đặt trong hốc, chết đồ hốc. Đồ hốc tự quân ai phật phật bàn có vô mà lơi nữa lơi đặt hốc những cái hốc hốc nuôi bà nấu xong bà bới để cho bà chị bà tự đút ăn rồi hốc chuồn ăn ban mấy chục năm trời mà nằm xuyên suốt vậy rồi cái dây xích để có xin phép nha. Quỳnh Trung xin phép dở cái di xích cho quý cô chú anh chị mình xem. Không biết là chị có phản ứng không? Nè mấy anh quay cận lại xíu là xích vô cái tay của chị như thế này nè. Em xin phép chị nha, em xin phép dở xích lên xíu chị nha. Phá như thế này nè. Quá trời chật luôn rồi, xích chật rồi. Em nói với bà giúp anh là có thể nào khóa cho chị lỏng lỏng một xíu không? Bây giờ cái xích nó chặt quá rồi. Tha lão chú quạch nó vừa tân bây. Chặt cái tay cứ ngắt rồi đó. Ôi dơi bạch thu chùi bạch thu đứt đó phải kẹt đai khăn chứ nó dơi. Cái tay nghe đó là nó bị chai luôn á cô chú anh chị. Bà nói còn lỏng mà. Còn không sao vậy mà không sao đó hả? Đây là một cái trường hợp mà lần đầu tiên khi mà làm thiện nguyện của anh với lại mấy anh em đây. Đó. Cái đó là dây hồi trước bị đứt em ha. Chị đang có một tí phản ứng khi mà thấy người lạ vào á. Ở đây thì giống một cái như kêu bằng một cái căn phòng biệt giam với cô chú anh chị là những cái thanh tre này đã được đóng đinh và làm rất là chắc chắn rồi. Tuy nhiên thì thời gian thì không biết là nó có một rồi. Em hỏi giúp anh là có khi nào mà chị tự phá những cái tường rồi cái cây này chị bỏ đi không? Cái xưa hôm mình đã gặp rụt rơ hay gặp rụt tàu đó nhé. Chạy được bơi nó muốn nó không có hại ấm. Ồ mấy cái lỗ này nè. Mấy cái lỗ này là bả. Dạ. Cô chỉ thì mình hiểu được cho phần nào rồi. Mấy cái lỗ này là chị bẻ ra chị chui ra nè. Bẻ ra chui ra. Cái này ngoan cạch. Muốn cạch lại. Chị đi là chị đi xa hay là chị đi vòng vòng đi em? Cách tàu na chăng ai tới hay là trăm thật nông tế hắn giới? Mà ruột mình tàu ra nằm chẳng nên là muốn ruột mà nằm mà chào với tròn với dì ba. Mà không dám đi đâu xa đi vòng vòng nhà không à? À mà chào tròn với dì. Đi vòng vòng nhà đây không em ha? Dạ.
mỗi lần đi là bà ngoại mắc đi kiếm hay là tự chỉ về? Bài kịch rạch chanh đúng dơi tụi đó râu bánh kịch cho hay là kịch tự mau luôn ấy. Quần ai đất đai mà cháu đặt tròn bà kêu rồi bà dắt vô nhà dắt về nè. Dạ dắt về quần chanh trong mình phai thế nào là nó mình thường chanh luôn rồi nó nào kịp mình thường chanh mình cảm mình chanh mình ha tờ mà nó bài. Chị này lúc mà chị bệnh nhiêu tuổi vậy chị? Lúc mà nhiêu tuổi chị mới bệnh? Kịch ở chập đom chư đến tăng tiền dụng mán chứ. Chập đom chư nó tăng tiền dụng mán chứ. Thì tăng tiền dụng mới làm mấy dùng cái đầm sần nặng mấy chư ba mát buồn mà làm mấy buồn á. Hồi quý á. Đấy. Hồi quý á. Hồi quý á. 22 năm rồi. Tính ra thời điểm hiện tại là 22 năm, vậy là lúc đó là mười mấy tuổi thôi. Dạ. Nam chú cũng tiệt ấy. Lúc đó 16 tuổi. Nam chú. À, làm mấy. Làm mấy phần. Anh phần làm chú trong mà anh sẽ nặng mấy. Vậy là từ cái lúc mà đi xem tivi về rồi vô tình giúp té. Dạ. Từ một cái cô gái 16 tuổi mà tới bây giờ là 22 năm. Dạ. Phải nằm cái kiểu này luôn cô chú chị. Nằm bị cam chịu số phận là biệt giam trong cái ngôi nhà gỗ như vậy. Cũng biết lý do là bệnh hay là bị ma tà hay là gì đó thì mình cũng chưa có biết được. Tại là vì ngoài cũng không có đưa đi điều trị đúng không? Ông Lão với bà Lão thì rất là lớn tuổi rồi. Mà con cái hiện tại là giống như tứ tán rồi, đâu có ai tiếp hỗ trợ gì bà đâu đúng không em? Cơm nước bà tự lo anh. Tự lục đục rồi lo cho chị thôi. Dạ. Thật sự anh em ghi hình cũng rất là khó về cái trường hợp của bà. Thông thường thì những cái trường hợp khác thì anh em có thể giao tiếp để mà biết được cái cực khổ của những cái hoàn cảnh. Tuy nhiên ở chỗ bà thì bà không có hiểu được tiếng Việt mà cũng không nói được tiếng Việt nữa. Cho nên là chỉ biết cô chú anh chị mình nhìn hình ảnh của chị đây thì rất là mong quý cô chú anh chị mà xem video trên những kênh của anh em thì cũng thông cảm về những cái chi tiết này. Mà nhà thì mưa là nó dột tứ tán hết trơn, cô chú anh chị mình thấy đó là nó lủng không biết là bao nhiêu lỗ luôn. Vì ở đây là mình vô tới sốc rồi. Dạ. Bà con ở đây cũng ít có giao tiếp với bên ngoài cho nên không có gần tiếng Việt. May mắn là được cô bé này giới thiệu như mình mới biết. Nhưng mà thông qua phiên dịch thì cái cảm xúc nó không có giống như là dạ. Không có truyền tải được cái cảm xúc giống như nhân vật chính. Dạ. Cho nên cô chú anh chị xem thì cũng hiểu giùm anh em. Hồi nãy anh chạy vô anh tính đâu đi lạc qua bên nước ngoài không á chứ. Tội nghiệp bé, chắc là cho bé ra ngoài đi chứ giờ đứng hồi chắc là bé cho xỉu trong này, mời bà ra ngoài ha. Tại vì để ý là em gái ở đây đó, nhưng mà vẫn sợ với cô bé này. Dạ sợ. Này có khi nào chỉ ngồi lù một cái là chắc là bỏ chạy hết luôn á. Thầm mơ đã mơ mùng cho đó. Đã mơ thôi. Cùng mai mơ lâu quá rồi. Đi coi mấy ông thầy thì mấy ông thầy cũng bó tay hết trơn. Vậy là thầy hay là sư đồ này kia là bó tay hết rồi em á. Dạ, coi không được. Suốt ngày là em gái này chỉ nằm một cái tư thế này ha. Hổ vậy chứ. Mình ngay cái đầy tình chứng á, với phải dục bên đầy chứng đấy. Đây, chào lại, nó rất lai lòng, vui mừng, vui mừng. Nằm vậy đại. Không có khi bà lên ngồi. Hồi nãy em nói có chi tiết là bên thầy đồ nãy kia là bó tay gì thì bên bác sĩ bên Tây thì sao em? Phải ở tàu pẹt, quánh pẹt thả mắt với chứ. Pẹt, tàu chùi mơ, nó kì hào ai đợt mà vinh kìm mơ nó là pẹt, quật nó. Đi chỗ mấy bệnh viện này, coi mình chùa chị bài. Tâm thần á, đem đi rồi mấy ngày bảo. Mà chị không chịu ăn cơm người ta trả về. Người ta về. Mình học bài ai đợt mà quýnh trong quần ngay lúc ai trả về là ta bó tay luôn rồi. Dạ. Trong chính đó. Dạ quân nó ai đã đợt mà quýnh. Rồi bà lại nó buồn ngay. Bùm chị bái ai đợt mà quýnh. Bà nói gì em? Nói đi Long Sen á rồi. Đi được mấy ngày bà chị thì buồn không chịu ăn cơm.
Rồi người ta sợ bệnh rồi mất ở đó mới đem trả về á. Ờ mà tắt bà lo xin bài và chính nó gặp bài cây sờ sạch. Còn mà cài cây bình dưới. Nhưng mà nằm có một kiểu vậy à, mấy anh thấy không? Mấy anh thấy nãy giờ là một cái tư thế mà không có một cái chút xê dịch hay thay đổi gì hết. Đó, thì cũng chịu mặc đồ nha. Thông thường là những cái trường hợp này là họ bức cứ hay sao họ không chịu mặc đồ. Nhưng mà chị này là mặc đồ. Cái gì cô là ngoài làm cái đường nước để dội rửa hay sao? Cái này là bà chị. Bà cào phải không? Cào. Đúng rồi, anh nghe có chi tiết bà nói là cái gì cào cào vậy, anh hiểu được là chị này chỉ cào cho nên là đất nó mới bóng vậy nè. À. Khi mà hắn xích lại là thở ra là như vậy. Có nghĩa là chỉ lấy tay hay là gì nay kia là chỉ cào. Tay á, tay bà cào luôn á. Ồ, hèn chi bởi vì mấy anh em thấy cái nền đất là nó bị nhấp nhô với lại là nó bóng cái là bóng luôn á. Không biết người hỏi giờ. Ngoại là biết bao nhiêu năm nay rồi, ngoại còn có cái cách nào mà điều tính đi để điều trị cho con gái của mình không? Thời giờ nó trồng vô cách tùng chia ba nã tiệt tế. Đó, hình như là mình cảm chào nào tình cô ạ. Nhưng mà đem đi sợ không ai chăm sóc á, tại con cháu bà ở trên đi mặn hết trơn rồi, có mình bà cũng chăm sóc khó. Cảm cha là kịp nó, cảm cha thì nó ngoài mà nó đập ta chứ tiết trong ruột. Mà là một mặt ngoài sao ăn thì nó. Rồi con tiền nông được không ngoại? Rồi con cháu dưới nó mình đại mà chui mơ chui thay đó dưới. Cái mà tình hoàn cháu luôn. Từ khi có đi thăm nhưng không dám vô. Từng hoàn châu đó không mà. Nghĩa là cũng có tới lui cũng có về nhưng mà dạ. Không dám vô đây. Dạ không dám vô đây. Đó đúng thật, mình hoàn châu không? Ôi ra mà mình là châu nào tạm mơ. Anh em đó nhưng mà còn không dám được gần. Em nó hoàn châu không? Cầu đúng, mình hoàn châu xong. Chỉ có là mình ơn là cũ. Có mình ơn bà cũ à, người trong xóm cũng vậy, ít người vô lắm. Chắc là bây giờ anh em mình mời bà ra ngoài với lại cho chị nghỉ ngơi đi rồi cho bé này ra để hồi thấy đứng trong này tội nghiệp quá, xót quá. Đi tư tế nha, ra ngoài đi dạ. Sướng môi tại vì tụi anh cũng rất là chân thành cảm ơn em. Tại vì khi mà tụi anh đến đây thì cũng nhờ em, chứ nếu mà không có em thì chắc là tụi anh cũng bó tay luôn với cái trường hợp của bà lão này. Dạ. Chào cô, dạ. Mình biết tiếng Việt gần không? Chị biết tiếng Việt gần không? Việt Nam, nói chút. Nói chút thôi hả? Dạ kính thưa quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước. Thì hôm nay anh em, tất cả anh em YouTube đến đây để tìm hiểu cái hoàn cảnh của bà lão đây. Nhưng mà hơi khó khăn cho anh em xíu là về cái ngôn từ, ngôn ngữ nó không có được trao chuốt với lại là hơi khó hiểu, cho nên là cô chú anh chị mình xem video cũng thông cảm. Thì đây là một cái trường hợp đặc biệt với cô chú anh chị khó khăn thật sự. Và bà lão đây, hai vợ chồng, ông ấy thì hiện tại không có nhà, bà phải chăm lo cho người con gái của mình. Chị năm nay là 30 ngoài tuổi rồi quý cô chú anh chị. Thì bên phía kênh của anh Hoàng Đệ Miền Tây sẽ có một cái phần quà, với lại là bên anh Hồng Ca sẽ hỗ trợ cho bà. Thì nhờ em nhận em nói giúp bà ha. Dạ. Đây là 500 ngàn của chị Sáu bên hải ngoại, bên kênh YouTube của anh Hoàng Đệ Miền Tây gửi giúp đỡ bà. Em gửi cho bà giúp anh nha. Dạ. Em nói với bà giúp anh nha. Còn đây là 500 của chị ở bên Mỹ giấu tên. Của kênh Hồng Ca Vlog cũng xin gửi cho em nhận dùm. Đây là 500 ngàn của cô chú Mạnh Thường Quân bên kênh của YouTube anh Hồng Ca, gửi cho bà 500 nữa là 1 triệu em nói giúp bà là của Mạnh Thường Quân ở nước ngoài, gửi cho bà để mà bà mua gạo đồ sinh sống trong thời gian này em ha. Em nói giúp anh ha. Còn Cường nữa. Đây đây. Chúc. Gửi giùm tôi là một bạn giấu tên gửi 200k. À. À,
Thì Quỳnh Trung nhận thêm ở đây 200 ngàn của một bạn giấu tên bên Phan Cường, gửi cho bà thêm 200 ngàn nữa là 1,2 triệu. Em nhận giúp anh nha. Dạ. Dạ, em gửi cho bà giúp anh ha. Dạ. Em nói với bà là này tiền của... Em dịch lại cho bà nghe. Em dịch lại, em nói là tiền của Mạnh Thường Quân gửi cho bà. Cảm ơn thầy chú ấy chứ. Bà nói chúc cho mọi người sống trăm tuổi rồi luôn có sức khỏe tốt. Dạ. Con cảm ơn bà. Thì em dịch lại cho bà giúp ha. Anh em của con xin được phép thay mặt cho quý Mạnh Thường Quân chúc cho bà luôn được nhiều sức khỏe và lúc nào cũng may mắn trong cuộc sống bà nha. Bà nói sao em? Bà chúc mình đó đúng không? Dạ chúc. À thôi vậy cũng được rồi. Thì Quỳnh Trung xin được phép thay mặt cho hoàn cảnh của bà lão đây gửi đến quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân bên kênh YouTube của anh Hồng Ca, anh Hoàng Đại Miền Tây, cháu Nhật cùng với lại anh Tốt Đời Đẹp Đạo bên Phan Cường, bên Quỳnh Trung Vlog một lời chúc tốt đẹp, mọi điều may mắn. Nói chung hôm nay anh em cũng tập trung đông quá, nói chung là tình cờ anh em đi trên tuyến đường này thì dạ. Có chị gái liên hệ với mình chứ không phải mình tập trung đông quá rồi quay nó hơi bị khó khăn. Dạ dạ. Này thì giống như là bà con liên hệ thì mình chạy đến mình xem như thế nào thì đến thì thấy là cái hoàn cảnh là nó vô cùng khó khăn cho nên là anh em mới ghi hình để mà giúp đỡ luôn. Dạ. Dạ thì cũng rất là mong quý cô chú anh chị mình sẽ chia sẻ video của mấy anh em. Chân thành và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ở một cái video clip sau ạ.